Rồi, vâng, cũng chào toàn thể quý vị anh em. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ anh em cách sau khi phục hồi những cây mai thì đứng như này thì chăm sóc như thế nào. Thì những cây mai phục hồi là thường thường là những cây mai suy hoặc giả là những cây phôi mai, kể cả phôi nhà hay phôi rừng như vậy anh em. Thường thường mà ở đây cái vấn đề là áp dụng cho phôi nhà nhé, phôi rừng không áp dụng nha anh em. Thì khi những cây mai mà đội suy thì bộ rễ của nó thường bị chết rất là nhiều. Và thì anh em khi phục hồi cây lên thì có thể là anh em phục hồi bằng bất kỳ một cái phương thức gì, miễn là sao mà cây phục hồi được. Tức là cái video này mình chỉ có nói là phần kế tiếp, tức là những cây đang phục hồi như thế này, chứ mình không chia sẻ anh em cách là phục hồi những cái cây mai nó bị suy quá, tức là khi phục hồi được như thế này này anh em. Thì vào thời điểm này thì anh em có thể sử dụng một số lượng phân bón, ví dụ như là phân humic hoặc là phân bò hoai mục. Tóm lại là anh em phải đi hữu cơ. Về những cái cây mai mà bị suy, khi anh em phục hồi mà được dàn lá như thế này, lá nhìn thấy bài chứ nó vẫn còn nhỏ lắm anh em. Đây này, nó còn nhỏ xíu xíu này, đó, chưa bằng ngón tay mình luôn. Đây này, đó, cái này thì may ra bằng ngón tay thôi. Thì những cái lá này đó, mà nếu như khi bộ lá đang phát triển này thì nghĩa là rễ cây mai này cũng bắt đầu lún phún. Theo mình đoán là như vậy, mà theo mình đoán thì đoán vậy chứ chẳng lẽ mình lại moi lên, trên thực tế thì rễ mai này nó bắt đầu lún phún đi, có thể là được một phân, có thể được nửa ly, hoặc có thể là mới chớm đi. Thì khi một cọng rễ mai ra thì anh em phải hiểu là thường thường nó rất là nhỏ, nó nhỏ và nó có màu trắng, nó bé xíu xíu như này. Thì nếu như anh em đi phân vô cơ vào thời gian này, có rất nhiều anh em nôn nóng, vào thời điểm này mà anh em nôn nóng là coi như vứt toang. Thì thời điểm này mà anh em bón phân vô cơ, nghĩa là NPK hay là DAP, GAB hoặc là lân thì rất nguy hiểm trên những cây mai này, bởi vì có thể là sẽ bị cháy bộ rễ. Thì nếu một cây mai mà mai bị suy hoặc là mai phôi như vậy mà khi nó đang ra rễ non, rễ tơ, nó còn rất là yếu, bởi những cây suy thì anh em biết là yếu cực kỳ luôn, nó mà phát triển được như này gọi là mừng lắm rồi, mừng rớt dép rồi, chứ không phải là mừng không đâu. Nói thiệt anh em chứ, chăm sóc một cây mai rất là cực khổ, khi mà phục hồi được cây mai còn khổ hơn khi bắt đầu lơm chớm này nha, là mình phải nói thiệt, kể cả mình vậy thôi, mừng rớt dép, chứ không phải là cây nào cũng phục hồi được. Thì những cái thời điểm như thế này, nếu như anh em ta vô tình mà bón phân NPK, có thể là sẽ bị khiến cho bộ rễ mai bị cháy và dẫn đến tình trạng là cây mai hết đường cứu vãn. Đó, vì vậy cho nên là những thời gian như thế này thì anh em có thể là tiến hành là sử dụng phân humic. Thì phân humic thì anh em lên sử dụng là, ví dụ một cây bình thường như thế này, bình thường một cây như thế này anh em bón là 10g humic cho một cây như thế này, mình đang ví dụ. Thì những cây mà đang phục hồi anh em chỉ bón khoảng tầm 4g đến 5g trên một cây phục hồi thôi, bởi vì nếu như anh em mà sử dụng mà đúng theo công thức bón phân thì cây mai này chắc chắn là nó cũng sẽ đứt, hoặc giá là những cái phôi mai mới trồng. Những cái phôi mai mới trồng thì những cây như thế này nhìn dàn lá nó đang xanh tốt thế này, kể cả những cây mai phôi như vậy nha, khi anh em mua về trồng dàn lá đang xanh tốt, nhìn nó đang mướt rượt thế này, nhưng nếu mà anh em bón phân vô cơ, nghĩa là GAB hoặc DAP, chỉ cần lỡ tay một lần thôi, mình xin nói trước là chỉ cần lỡ tay một lần thôi thì sẽ khiến cây mai của anh em là nó sẽ bị đen đọt và nó chết. Lúc đấy thì cực kỳ đáng tiếc, bởi vì là chăm sóc mãi nó mới phục hồi cây lên được. Hoặc là những cái cây phôi nó mới lên thế này thì nghĩa là cái rễ tơ của nó cũng bắt đầu hình thành và đang phát triển. Thì nếu như mà bị đụng phải phân vô cơ thì có khả năng sẽ dẫn đến là cháy rễ và chết. Vì vậy cho nên là anh em có thể đi các tiến hành như ví dụ là phân humic, phân bò hoai mục, phân chuồng hoai mục hoặc là các phân hữu cơ, nhưng mà chỉ đi một nửa liều lượng thôi. Ví dụ anh em đi phân bò đi, thì anh em ví dụ mình hôm trước mình có chia sẻ clip là 1 kg ngâm cho 20 lít nước đó anh em, và lấy 1 lít đó pha cho 4 lít đến 5 lít nước để tưới trên những cây mai bình thường như những cây kia đó, cây mình quay đằng xa kia. Còn đối với những cây thế này thì 1 lít anh em pha ra khoảng tầm 8 lít đến 10 lít, tức là mình tưới nhạt thôi. Hoặc giả không cần cho ăn vẫn được, nhưng nếu anh em thích thì có thể cho ăn mà với mức độ cực nhạt, kể cả humic vậy, cực nhạt, chứ nếu mà đậm là nó cũng quéo đọt và nó cháy nha anh em. Thì nói tóm lại là chăm sóc một cây mai, nếu một cây mai bình thường thì nó rất dễ, nhưng những cây mai suy ở yếu, ví dụ như hôm vừa rồi mình có chia sẻ anh em là sử dụng thuốc phục hồi mai suy đấy, thì cũng có giao lưu rất nhiều anh em, thì rất nhiều anh em là được cái tình trạng là đang được, đây là cây này cũng suy anh em, cây này thì mình quay cho anh em rất nhiều, bộ rễ nó chết mất một nửa rồi, nhưng trong quá trình mình sử dụng thuốc thì cũng đã phục hồi được như thế này. Nhưng hôm vừa rồi có một số anh em khi lên được như hai rồi vẫn bị chết, vì lý do là
anh em nghĩ là nó như thế này là ok rồi, cho nên là anh em bón phân, chỉ cần bón phân hơi đậm một tí thì cây này cũng sẽ đứt. Hoặc giá mà anh em sử dụng là phân phun thuốc sâu, nếu như liều lượng phun thuốc sâu của cây này và so sánh với cây này anh em ví dụ như là một chai Confidor, mình tính ví dụ đi, một chai Confidor là người ta pha cho là 2 bình 16 lít thì anh em phun lên cây này không sao. Nhưng nếu một chai Confidor mà anh em pha cho bình 2 bình 16 lít phun lên cây này thì mình cam đoan với anh em là cháy lá, rụng lá và có khả năng dẫn đến tình trạng là chết cây là chuyện chắc ăn. Đây, vì lý do là dòng mai suy nó sẽ yếu hơn, bởi vì thời gian này nó đang tiến hành là khi bộ lá lứt thế này thì nghĩa là bộ rễ đang phát triển, rễ tơ đang phát triển. Nó không giống như các dòng mai này. Các dòng mai mà thuần, thuần chậu thì khi bộ lá mà nó phát triển á thì bộ rễ sẽ không phát triển. Mà khi bộ lá đứng hài á, tức là ở trên lá mà đứng hài á, thì ở dưới bộ rễ đang phát triển. Và ngược lại thì khi bộ lá nó phát triển như thế này thì rễ ở dưới nó lại không phát triển. Vì vậy cho nên là cái cây suy với cây bình thường nó khác nhau ở cái điểm đó. Cây suy khi chăm sóc anh em vực lên được lá hài á, thì khi lá này bung rễ sẽ bung theo. Còn nếu như cây thuần chậu thì khi cái lá này nó già thì rễ mới đi, còn khi nó bung đọt non thì rễ lại không bung đi. Cho nên vì vậy cho nên là thời gian anh em bón phân sẽ phụ thuộc vào mai suy khác và mai bình thường nó khác. Mai suy nguyên tắc của nó là khi bung đọt thế này thì rễ ra, còn nếu mai mà mai thuần chậu khi bung đọt thì rễ sẽ không phát triển, tức là luôn luôn trên mặt cây và dưới mặt đất luôn luôn có sự khác biệt nhau, thằng trên mà đi thì thằng dưới đứng, mà ở trên mà đứng thì ở dưới đi. Đó là những cây mai bình thường như thế này. Còn đối với những cây mai suy thì nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cho nên là anh em nên cân nhắc khi sử dụng bất kỳ một loại phân bón hay là thuốc gì thì mình phải tính xem cây mình là cây suy hay là cây trưởng thành, cây hình thành. Nếu không phải là cây suy thì anh em chăm rất là dễ. Còn đặc biệt đối với những cây mai suy thì không thể nào mà tiến hành mà sử dụng phân bón giống như cây mai bình thường được. Cho nên anh em nên cân nhắc tránh để tình trạng mà để phục hồi một cây mai như thế này mà để lăn ra chết là cực kỳ phí luôn anh em. Bởi vì phục hồi một cây mai nó tóm lại là thứ nhất là mình mất tiền của này, thứ hai mất công sức này, thứ ba là tâm huyết này, thứ tư là nói tóm lại là phục hồi được một cây mai mà nó phát triển lên là mừng rớt dép nha anh em. Thì cây này cũng là một cây mai suy, thì hôm nọ mình có quay trong các video trước thì mình thú nhận cũng có bán là thuốc phục hồi mai suy đó, nhưng mà cây này thì nó được thế này. Tóm lại thì cây này khoảng tầm 10 ngày nữa thì mình cũng điện cho khách. Khách thì có số điện thoại lên rồi. Hôm nọ họ mới trở lên đây này. Không bắt rồi. Mình chưa ghi số, mình cũng điện cho khách để trở về. Bởi vì cây này Tết hay hoa đâu chơi. Mình mà để chăm đến Tết cũng đâu lấy thêm tiền đâu. Mình chỉ cần biết là cây nó phát triển đẹp đẹp thêm một tí nữa. Lá mà to lên thêm tí, mướt thêm tí nữa là mình trả thôi. Đó. Còn đối với những cây mai suy mà khi anh em chăm sóc mà nó lên được như thế này. Bộ lá nó đã già như cây này. Đây là cũng là cây giáng long mà hôm nọ mình mua. Anh em nào hay theo dõi video thì sẽ thấy, đấy sẽ biết cây này. Thì đối với những cây thế này á, thì anh em sẽ chăm sóc lại như bình thường. Phân bón các kiểu thì anh em ngày xưa bón sao thì anh em bón theo vậy. Nhưng mình trong video này mình vẫn xin chia sẻ anh em. Đó là chăm sóc mai, mình lên chủ lực dùng bằng các loại phân là bên phân hữu cơ, chứ hạn chế đi vô cơ. Vì khi mà anh em bón phân vô cơ nhiều, hàng năm mà bón quá nhiều, chỉ cần phạm phân vô cơ một lần sẽ khiến cho bộ rễ mai nó sẽ bị cháy và dẫn đến tình trạng cây mai suy. Chứ nếu như anh em sử dụng bên hữu cơ, ví dụ như đi humic hoặc là đi phân bò, phân bơ cà, phân chuồng, phân hoai mục, tóm lại là các loại phân hữu cơ họ có bán trên thị trường rất là nhiều đủ các loại, thì vấn đề về phân đó anh em đi sẽ bền cây hơn, vững chãi hơn, đồng ý là phát triển sẽ chậm hơn là phân vô cơ, nhưng cây nó sẽ bền và lâu năm cây sẽ có cái lực rất là mạnh. Đó, cho nên là nó sẽ bền vững hơn. Đây thì cái cây này là cũng suy này. Hôm nọ là mình thấy nó bỏ cái cành nhánh dưới luôn này nha. Nó bỏ cái nhánh dưới luôn này. Mà nay may là nó cũng bắt đầu nó phát triển lại này. Hôm nọ mình tưởng là tiêu luôn cành này này. Đấy, nhưng mà sau một thời gian thì nó cũng lên được cành này. Những cái cây suy thì anh em hạn chế bón phân nha anh em. Và cái bón này chỉ bón 50% liều lượng các phân bón. Chứ không nên bón theo liều lượng quá các cây hình thành. Và video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Hy vọng video này có thể giúp anh em mới chơi hiểu được rằng là phục hồi một cây mai suy hay là một cây mai phôi, khi trồng một cây mai suy hoặc phôi nó không cần lượng phân quá nhiều, có thể là không cần bất kỳ hột phân nào nó vẫn phát triển được. Vì vậy cho nên là anh em nên cân nhắc về vấn đề bón phân cho cây mai vàng
Vì vậy để tránh cái trường hợp là mình chết, bởi vì nhiều cái cây này nó rất đơn giản, nó chỉ có vài trăm nghìn, nhưng có thể khả năng anh em sở hữu nhiều cái cây lên tới vài trăm triệu hoặc một tỷ bạc. Vì vậy cho nên là anh em nên cân nhắc cái vấn đề là bón phân sao cho phù hợp. Một cây mai không cần ăn phân vẫn phát triển bình thường, nhưng nếu một cây mai dư phân chết là cái chắc. Và xin tổng trao toàn thể quý vị, chúc quý vị một ngày vui vẻ.